Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Nóng sốt với mẫu mô tô 160cc, giá chỉ có 29 triệu đồng, khiến dân chơi xe ở khắp châu Á phát điên. Passat Pulsar 160NS sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha FZ Fe V2.0, Suzuki ZR và Honda CB Hornet 160R. Hình dáng bên ngoài của chiếc Passat Pulsar 160NS giống hệt như Pulsar 150NS và 2200NS. Mặc dù vậy, có một số thay đổi thiết kế đánh dấu sự khác biệt, thùng nhiên liệu cơ bắp và vẻ ngoài phong cách hơn. Pulsar 160NS được bán mức giá là 82.400 rupees, tương ứng là 29 triệu đồng Việt Nam. Mẫu xe này mới sẽ có cái nhô hơn cái mô hình của Pulsar 150. Mẫu xe mới này có trọng lượng vào khoảng 135kg, nhẹ hơn 5kg so với người anh em của mình. Còn về trái tim là có động cơ xanh đơn với dung tích 160,3cc, làm mát bằng dầu, đi cùng hộp số 5 cấp. Hệ thống truyền động này sinh ra công suất cực đại vào khoảng 15,2 mã lực, mô men xoắn cực đại 14,6 Nm, tốc độ tối đa 120 km/h. Hệ thống keo của xe bao gồm phuộc ống lồng ở mặt trước và một cái giảm sốc monoshock và hệ thống keo lò xo cuộn ở phía sau. Được trang bị có động cơ 160cc hoàn toàn mới, Passat 160NS được thiết kế tiết kiệm nhiên liệu hơn so với mô hình 150cc thông thường. Chiếc xe được kỳ vọng sẽ đạt mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng từ 50 đến 55 km/l. Hãm tốc cho xe là phanh đĩa có hệ thống ABS tùy chọn ở bên trước, và các phiên bản không tích hợp hệ thống ABS sẽ đi kèm với phanh tăng trống ở phía sau. Một số tính năng cao cấp như bao tay và tay lái dip-on, đèn hậu LED, chức năng tự động đèn pha HO v.v. Tương tự như Pulsar hiện tại, loại 160NS được trang bị bánh xe là 17 inch với lớp 180 ở mặt trước, với lớp MRF Super 110/70 ở phía sau của mình. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.